chạy mô tô cùng Donna. Thì mọi người nhìn Donna với Calvin, hai người sẽ chạy. Đây, beautiful day. Ok, theo chân Calvin nha. And William too. Hôm nay là một ngày rất đẹp luôn. Just me and Donna, that's it. Pure ride. And William. All right, do you have lunch? It's not real? Yeah, cái này nè. Là lông mày lông con bison, con bò đó. Con bò Mỹ á. Đây nè, cái lông nè. Made in Wichita, Kansas, and I can't remember the name of the company. Okay. Why is that? It's just that's where they were out of. Okay. Where, yeah. And I rode one as a test drive one time. Yeah. Oh my God, that front fork with
This one? Yeah. Wow. It's hard to turn. Yes, yeah, really hard to turn. It's all the way out there. Yeah. Yeah, yeah, yeah. And when you're sitting on it, you're like this. Right. Right. Này rất là khó điều khiển luôn ngồi chiếc này nè. Beautiful day. À, hôm nay là trời đẹp cho nên quá trời xe mô tô chạy luôn. Ở đây là New Boston, okay. Cái nhà hàng này rất là lâu đời rồi. Hôm nay thì sẽ đi ăn lunch cùng với William với Donna vào cái nhà hàng này. Điều một. Thank you Donna. Thank you Donna. Đó. Ê, rustic không? Giống ba cái cao bồi vậy đó. Đây là cái nhà hàng rất là rustic luôn, rất là rustic cowboy looking. Không, cái thời mà cowboy mấy cái Wild Wild West đó. Không, ở đây sẽ có live music. Đây nè, cuối tuần thì người ta đánh live music ở đây và ở ngoài luôn. Mùa đông á, ở đây là tuyệt vời luôn. Tại vì cái lò sưởi á, bỏ củi vào cái mùi mà của mùa đông lạnh là nó có mùi củi á, rất là thích nha. So, this is like a tavern. Yes. The restaurant is out that way. Nó có một cái nhà hàng á, ở bên kia. Đây là cái tavern, giống như cái tavern is like tavern is like old time, no day, right? A cowboy, kind of, kiểu là như vậy đó. Đó. So the restaurant is on that building. It's not that building, the blue building. It's not used that much anymore because this thing we're doing it because everybody comes in here. Right. The restaurant's more of a mostly Friday night, Saturday night type of thing, mm-hmm. And then they have a small bar room. Mm-hmm. It's actually, it's very elegant. Yeah, yeah. But I like this one. Yeah. Yeah. Fries are fine. Fries, no tomato on it. Tomato. And a side of mayo. A piece side of mayo. Hey, yeah, Molly. Thì mà Kevin sẽ order một cái burger. Ở đây burger rất ngon, burger bison là cái con bò Mỹ á. Yeah, oh, bison. All right. Thank you. Cheers, William. Cheers, Donna. Cheers for a good ride. We love Donna. Man, it's nothing is good. Nothing is wow. Cái bia tươi mà con rót từ trap á, lúc nào cũng ngon á. Wow. Mà nó lạnh buốt luôn, cái độ lạnh mà người ta để trong cái trap ta kéo ra đó. Wow, rất là đã luôn nha. Đã lắm luôn á. Seven, six. All right, here you go, on a side of mayo. Yep, here is yours. Yeah. Can I get you guys anything else at the moment? That'd be good. Actually, Tabasco, if you have it. Tabasco sauce, absolutely. All right, nãy giờ thì rốt cuộc đồ ăn cũng đã ra rồi. Okay, thì. All right, extra napkins. Thank you very much. Thank you. Đây. Đây là bison burger nha, thịt bò gọi là bò châu Mỹ, loại cái loại bison đó. Nhưng mà Kevin thấy cái miếng này ở đây nó là cho là cái miếng thịt đó, nó cho dày, có nghĩa là dày nhưng mà hơi hơi bé một tí. Có chỗ, cái chỗ mà Kevin hay đến ăn thường xuyên đó, big one, nó dày cộm như này nè, bự cắn đã lắm. Ta cũng burger nhưng mà Donna ăn medium.
right? The best one? That's well. I love medium rare, no matter how I order. Đây. Ok, thì Kevin ăn, Kevin thích cái Tabasco này nè, cái sauce Tabasco này nè. Man, thang cay cay rất là thích nha. Yay, Tabasco. I forgot to get jalapenos on it. Yeah. Tabasco? They have jalapenos. Ừ. Và cái onion ring, cái này là onion ring á, là onion hành tây. That's how I do my burger, some onion ring in there. Wow, nó giòn liền luôn, đã nha. Looks like yours might be closer to medium than well done. Mm-hmm. No, just juicy. Very juicy. Nó không có khô, nó đúng là dạng là juicy á. Rất ngon luôn nha, thịt bò rất ngon luôn. Cái này là bò châu Mỹ, gọi là cái con bò bison á, mà kiểu là lông lá nhiều á. Cái onion ring á, hành tây á, nhìn rất là giòn mà ngon luôn. Chấm với ketchup, tương cà. Wow, đã. Rồi, bây giờ đã ăn xong rồi, no bụng rồi. Bây giờ tiếp tục chạy nữa, lòng vòng. Donna này là phụ nữ, mà phải nói là chạy khủng khiếp luôn. Chạy toàn những mà chiếc xe mà dòng xe Harley, mà dòng xe lớn á, dòng CVO á, là chơi mà từ lâu lắm rồi trong cái hội chạy mô tô. Donna còn 3 tiểu bang nữa, three state đấy, bốn tiểu bang nữa là complete 50 state, 50 tiểu bang của Mỹ luôn. Alaska, Hawaii, Washington state, yeah, and Oregon. Wait, Alaska, Washington state, Oregon, Hawaii. About 4 state. 4 tiểu bang nữa thôi là she complete xong nước Mỹ. Nước Mỹ là 50 tiểu bang, 50 đấy. She needs 4 more. Mà she chạy nha, là không phải bằng xe nha, mà xe hơi, xe motorcycle, on a motorcycle, on a bike. 325,000 miles. 325,000 miles. 325.000 mile rồi á, cổ chạy á. Là cổ khoảng 3 năm là Donna đổi một chiếc, mà Donna chỉ chơi những dòng lớn thôi, là dòng CVO á, là của top, là top của Harley luôn ấy. Đây. Chiếc này là chiếc mới nhất của Donna nè. Là lớn không? CVO. Đây, đây, 325.934 mai. Đó, ghê chưa? Wow. Đó. Đây là con ngựa sắt của Donna, thấy chưa? Đấy.
Chị chơi là không ăn gian nha. She's not cheat. Okay, it's on her bike. 325,934 mile. And I have 30,000 miles. Còn 30 mile nữa. On non-Harley là có nghĩa là không có chạy dòng Harley mà chạy mô tô kiểu các thương hiệu khác đó. Là 30,000 mile. Okay. 1999. The Harley miles started in 2001. What? She started 1999. Bắt đầu chạy rồi. Đến 2001 là bắt đầu chuyển qua dòng Harley chạy. Khủng khiếp không? Man, Calvin là I'm a cat. I'm a pussy cat. I only do a few hundred miles. That's it. Người thì bây giờ là Kevin và Donna sẽ kết thúc cái chuyến chạy này. Cái chuyến bây giờ đã về đến dealership của bên phía Kevin rồi nha. Thì thank you so much. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi những cái video clip của Kevin, và nhớ đừng quên subscribe và nhấn nút like cho cái channel của Kevin nha. Thank you tất cả mọi người. Đáng lẽ hồi sáng nay á là chạy một group rất là đông luôn. Nhưng mà khi mà buổi sáng nay là hẹn chạy rồi đó, thì Kevin vừa pull xe trong garage trong nhà mà trong cái hầm đậu ra đó, thì mưa nó đổ ao xuống, thế là phải cancel cái chuyến chạy buổi sáng nay. Đáng lẽ là chạy rất là xa ngày hôm nay luôn, nhưng mà không có, bữa nay mưa cho nên chỉ cuối cùng thì cancel, chỉ có Kevin với lại Donna trong nhóm thì chạy thôi. Ok, thank you very much. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ subscribe kênh của Kevin. Bye.